khi mà chở đến đây này, cháu được đã bàn giao cho anh em thợ hết rồi. À, nếu mà mất thì ra đây là cháu được sẽ không có biết nữa là mất bao nào hay là mất thứ gì đó, mà anh em thợ sẽ phải là chịu trách nhiệm là phải hoàn trả cháu được ở đây gì đó đã có trong hợp đồng rồi các bác ạ. À, ông làm cao quá rồi. Ông có để thấp xuống đi không? Cao quá không? Cao quá đấy ông ơi. Ông có để cho nó đỡ được là được rồi mà, không phải nâng lên được không? Thì anh sẽ thay mặt là hai chị Thúy là gửi tiền công cho em là 200 ngàn nhá. Vâng. Đây, đây là tiền công hôm nay của em nhá. Vâng. 100 này là 200 ngàn, 200 nhá. Xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới, chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. À, hôm nay Mạnh ở đây làm gì? Trong gạch. Trong gạch á? Còn gạch không? Hết chưa? Thế thử đưa chú đi xem nào. Hết. Đâu, trong ở đâu? Đưa chú đi xem nào. Gạch ở đâu? Gạch ở đâu? Đâu? Gạch ở đâu? Đâu gạch ở đâu? Hay là hết gạch rồi? Hả? Hết gạch rồi á? Rồi đây. Lần sau chú hỏi là phải trả lời bảo là hết rồi ạ, à, bảo thế nhá. Không được nói trống không nhá, nhớ chưa? Thế là bỏ chân xuống nào. Mạnh thì là hay có thói quen là nói trống không rất là nhiều quá. Hiện tại thì là thêm vài tháng thì là Mạnh đi vào lớp 1 rồi. Ở đây có lẽ là vừa rồi là mấy anh em thợ là lai vật liệu đi, thành ra là cho Mạnh ở đây trong ra. Nó được nhìn thấy là đâu đó là đây cũng tầm độ là 4 đến tầm độ 5 tấn nữa. Ôi, chú Toán này lại ra đến đây rồi. Sắp hết cho chú Toán. Chào chú nhá. Sắp hết cho chú. Hai tấn rồi chú. Công việc của hôm nay mà chúng cháu mình sẽ làm cái gì chú? Hôm nay thì có chở máy xi đi đó, chở máy xi thôi à? Thế là mình chở đi xuống để tập kết hay là mình chở hẳn đi tận xuống dưới nhà luôn chú? Tiền chỗ tập kết thì cho hết mới tới đi ạ. Thế là vào. Thế là công việc hôm nay của chú thì cũng chỉ là vận chuyển thôi đúng không chú? Vâng, chỉ có vận chuyển. Chắc là đến ngày mai thì hết được chú nhỉ? Vâng, chắc mai một buổi nữa là xong. Vâng. À, cũng khá là lâu rồi là chưa có vào và chia sẻ nói chuyện với các chú cô bác ạ. Hôm nay thì nó lại tiếp tục là có dịp vào, cũng khá là lâu rồi cháu mình chưa ghi hình với chú nhỉ. Vâng. À, nhưng mà nhà này chú định dự tính là bây giờ có vật liệu vào tầm độ tháng này không? Chắc là tầm khoảng tháng là xong. Tầm một tháng à? Bây giờ thì cũng bắt đầu là ít mưa đi một chút rồi nhỉ, đến đầu tháng 9 tháng 10 là tiếp tục là mưa nhiều. Nếu mà không mưa thì nếu mà vấn đề về sớm thì chắc cũng gần xong rồi. Và mình làm chuyện mà đường đi lại khó khăn bây giờ không. Nhưng mà làm trên này thì được, nhưng mà ở dưới này bây giờ như hôm nọ nó về có chả làm được đâu. Mưa chứ nhỉ. Mưa chả. Nếu mà như hôm nọ là cháu lấy cái xi này vào trước này là có thể là bây giờ đã phải tầm thiệt hại đến 4 đến 5 tấn xi rồi. Đúng rồi. Chắc là không làm được. Không làm được, không lấy sắt. Cái gì không lấy đi được mà lấy mỗi xi đi trước thì nó chả chết hết. Vâng. Thế là ở dưới kia là có bạt cho chú dưới kia ấy? Có rồi. Dưới kia là có bạt rồi à? Nhưng mà nếu mà lấy xong thì lại lấy cái này đi xe, bởi vì cái bạt kia nó có chú. Cái bạt này vừa rồi cháu mua khá là dài, nó 18 mét, chỉ là một tí là các chú chở xong rồi. Nếu mà các chú nghỉ thì các chú hồi đó là cắt bạt thành ra thành 22, thành là 22 chú nhá. Thành 22 đây là một nửa là xe ở trên kia, một nửa là xe ở dưới kia. Còn nếu mà chở đi xuống hết thì là mang xuống hết để chở. Nhưng mà xuống dưới cái tập kết thì nếu mà không chơi được xuống hết thì vẫn lại để xuống dưới một là vào bạc vào để trên một cái để trên này á, không trên dưới này cơ. À, dưới kia tập kết này với xuống nhà ấy. Cháu nghĩ là hôm nay chú chỉ có chở được hết được chứ chắc không tời được rồi ngày hôm nay á. Hôm nay chở được không? À, chắc mai nhỉ, thì mai cũng chở được, chắc ngày kia mai đằng nào cũng chỉ một buổi nữa. Vâng, ngày mai thì chắc là một buổi nữa thì là mới hết. Chỗ này là xếp ra đây gọn đây hả chú? Chỗ này tầm bao nhiêu tấn chú chỗ này? Chắc tầm khoảng hơn hai tấn đấy nhở? Hơn hai tấn.
Vâng. Thời tiết thì là lúc nắng lúc mưa của bác ạ, rất là oi này. Cháu hộ xuống đây. Chở chở gạch thì đó là chở hơi khó một chút, nhưng mà nó không có bụi. Còn là chở chi như này thì là chở dễ hơn nên nó không có bụi đúng không nhỉ? Vâng. Muốn chở được mấy bao chứ? Hai bao thôi. Hai bao được. Chở chi là phải đeo khẩu trang vào đấy chú ạ. Không là mai chở chi còn đeo khẩu trang nữa. Nhưng mà chính ra là đeo khẩu trang thì là hơi khó thở. Hơi khó thở đấy. Nhưng mà chở thế này thì nó cũng đỡ. Chủ yếu là mình đang bóc mình bóc vác. Bóc. Còn mình đi chở thế này một tí thì cũng né tránh một tí thì nó mệt thì hơi khó thở. Mấy cái xe này không phải à chú? Vâng. Chủ yếu là cát này, với lại gạch thì chúng đã vận chuyển là đi gần hết rồi các bác. Ở video trước thì là chúng tôi có chia sẻ là gạch là hiện tại gạch với lại sắt đấy đang chở ra phía nhà của anh thợ anh phòng ấy để mà để ở đấy thì nó không bị mất nữa. Tại vì là khi mà chở đến đây này, cháu được đã bàn giao cho anh em thợ hết rồi. Và nếu mà mất thì ra đây là cháu được sẽ không có biết nữa. Là mất cũng là mất bao nào hay là mất thứ gì đó mà anh em thợ sẽ phải là chịu trách nhiệm. Là phải hoàn trả cháu được ở đây gì đó đã có trong hợp đồng rồi các bác ạ, ở đây ấy. Chứ bây giờ nếu mà không có đưa ra quy củ như thế thì lại thành ra là kiểu như nó kiểu không có người quản lý đâu các bác. Nó sợ nó mất ấy, người ta không có để ý cho mình ấy. Thì có lẽ là bây giờ thì cháu Lực cũng sẽ lại là đi xuống dưới kia để mà xem là hôm nay thì đã vận chuyển những cái vật liệu là sắt này với lại gạch này thêm là cả tôn nữa, còn cả tôn nữa xem như thế nào không bác nhé. Mày ở đây là đi với chú đi xuống dưới nhé, nhé đi. Chìa khóa để mình là cầm đi xuống trước rồi các bác ạ. Mình vừa rồi là vận chuyển đi xuống dưới rồi. Hôm nay thì là mình lại tiếp tục là cùng cháu Lực để mà xuống nữa. Không lấy trong vật liệu à? Hả? Phải không ạ? À, bảo đi. Không ạ. Rồi. Đi. Đi cùng chú. Nhưng mà tí mất thì sao? Mất thì sao? Có mất được không? Ban ngày thì là không mất đâu các bác ạ, chỉ sợ ban đêm thôi. Nhìn trong thế thôi là cũng là vận chuyển vật liệu là mất đồng bộ là hơn ngày đấy các bác ạ. Nói nhiều phải có người đấy, nhưng mà không có người là không đi được đâu. Nó cả cái tầm tì cá nữa. Nó không chịu lại. Nó không chịu phá mi mi. Bây giờ nó không chịu. Một cục rơi vào 2 cân 20 cân đấy. Nên ủa. Ôi trời, hết đấy. Đấy, sao rồi. Thường ơi, thằng tao cho chú con rồi mẹ. Đấy, bà chị mèo, nó thật chút nữa. Đây rồi. Các bác có lại ông sò gì cả. Mà phải chuyển tôn đi phụ trước rồi các bác ạ.
Cái này có cái gùi thì mới gùi được đi anh chị nhỉ, không có gùi chắc không vác được đâu nhỉ. Không có các bác hàng xóm để mà giúp đỡ thì phải nói là để có được cái này ông không cần chuyển thì trong khi là phải một tuần là mới hết được đấy. Mày là chỉ đi theo đít thôi mày nhỉ, chưa làm được đâu. Cách ly á, nhưng mà mày chắc là không được khi bắt cách ly đâu. Hiện ma đường vật liệu thì lấy đi xuống là cũng bộ là hơn 3 phút rồi lấy đi cái được. Cái chuyến đầu thì có thể là đi được hai hộp nhưng mà các chuyến sau thì chắc là chỉ đi được hộp dưới. Cái này là mà dùng xe vận để xe mặt chở thì cũng sợ là nó bị vỡ. Đường bên kia là gì? Dây điện đi xuống dưới này là dây của nhà ai chị? Dây điện này thì sức bền thì rất là bền đúng không ạ? Đi rất là lâu của mình.
Khăn này. Tấm đấy cũng nặng thôi nhưng mà công cành nhờ. Đấy, cẩn thận nhá. Có một mình thôi à? Vâng, đây. Chưa có ạ. Ở đây, anh cầm một nữa. Đấy. Đấy, Quỳnh, em mình thì là đi ở video trước thì cháu Lực cũng đã nói với các bác. Đi theo cháu Lực thì là sẽ được là hai chị người Thúy là sẽ giả tiền công cho em ấy. Cái tôn này là các bác lấy về thì các bác hiểu là không có làm một mạch là từ đây đi xuống cái kia đâu các bác là để ở đây xong rồi tiếp tục là lên trên kia để mà lấy về tiếp. Đi cẩn thận Quỳnh nhá, Mìn nhá. Đấy, bây giờ thì mới đến đoạn mà đi dễ dàng hơn một chút thôi. Quay đi cẩn thận nha, chỗ này đấy. Chỗ này thì có một cái búi tre thành ra là đi là phải nghiêng. Ui, cái măng này có vẻ như là ai chặt con sâu sao các bác này, chặt đúng ngọn đi luôn. Không biết là người ta thấy đường vướng quá chặt hay là chặt con sâu đây. Con đuông ấy. Đuông dừa, cái này gọi là đuông tre. Trời thì bắt đầu là cảm giác như là bắt đầu tối tối đi một chút rồi. Nhưng mà đến cái thời điểm như bây giờ này thì mọi cái thì cũng đã chuẩn bị. Mọi cái thì cũng đã chuẩn bị gọi là đâu vào đấy hết rồi. Mưa thì chỉ có việc là che bạt lên thôi. Ôi vừa rồi ai thả nước xuống đây sao ấy chú Toán nhỉ? Vừa rồi ai thả nước xuống đây sao ấy? Đi. Chuyến thứ bao nhiêu rồi chú? Chuyến thứ bao nhiêu rồi? Hơn chục chuyến à? Này là cái những cái vòi ấy. Những cái vòi thì cháu đem xuống cái nhà luôn nhé chú nhé. Chú Toán ơi, lên trên thì chú tí chú bảo ai cắt đơn bạc chú xong rồi chú chở lấy ba lô xuống chú nhá. Vâng. Thì... cái đấy đem xuống dưới kia luôn nhá, Mìn nhá. Đấy, bây giờ là chỉ có đợi là bây giờ chỉ cần là thời tiết đã ủng hộ thôi thì trong vòng mà một tháng thì sẽ cố gắng để mà cùng với lại là mấy anh em đội thợ đi vào để mà hoàn thiện cho hai ông cháu.
không bây giờ là chỗ che nắng che mưa thì cũng không có được được ổn cho là lắm thôi. Hầu như là ở dưới này là cái ngôi nhà đầu tiên là làm bằng gạch này. Hầu như là những chỗ này khó chuyển vật liệu quá, thành ra là người ta cũng chỉ mua gỗ để mà làm thôi. Còn để mà làm nhà nhà xây như này thì là cái kinh phí của nó đắt hơn. Hãy đi xuống thì con đường này đi, nếu mà đi không có vác đồ gì thì là đi thoải mái, nhưng mà cái này là đi còn vác thêm cả gạch nữa, đi cũng rất là khó. Hàng xóm của hai ông cháu thì khi mà hai ông cháu nhờ cái thì cũng rất là nhiệt tình, rất là nhiệt tình là ra giúp. Nếu mà dép trơn quá thì là bỏ lại dép nhá. Ở đây thì có chị là điệu gạch xuống đấy, là trơn quá là bỏ lại dép xuống đây này. Không có dám đi dép xuống đây nữa. Có bao nhiêu bác thì là làm một chuyến là đến đây rồi, xong lại tiếp tục là đi rồi. Bác là làm một chuyến đến đây rồi bác? Vâng, đến một chuyến rồi. Này không có các bác giúp đỡ thì vâng. Phải nói là này cảm ơn các bác đấy, này không có các bác giúp đỡ thì phải nói là không biết là hai ông cháu phải vận chuyển thêm bao nhiêu ngày nữa. Vâng. Tình làng như xóm là giúp đỡ lẫn nhau. Ở đây thì là hai ông cháu là ở riêng biệt ở khu này rồi đấy, nhưng mà ra làng bên kia có bác qua cái quả đồi này bên kia thì còn có thêm là vài hộ gia đình là ở bên đấy nữa. Mình thì thấy là trơn quá nên là cũng bỏ lại dép rồi. Những cái lúc mà vận chuyển vật liệu thì là vất vả hơn thôi, vất vả thôi. Hả? Để xuống dưới kia đi. Để xuống dưới kia đi. Hãy để vào đây này, Minh ơi. Để vào đây này. Ủa. Đây thì đợi anh giúp được. Từ nhá. Hãy thả lên trên cái ớt đấy. Đấy, úp xuống. Từ từ, để bên kia một tí. Để hẳn lên trên cái ớt đấy. Để hẳn lên trên đấy. Đấy, được rồi. Đấy. Đi xuống cái này đã. Có thể lại nó nhau tao cho bên nè. Cứ được chơi hồi đi xuống. Cháu đi xuống ấy à. Hả? Tưng muốn nung mùi nào. Nên phải nói là sau khi mà đựng một chuyến từ riêng kia ra là phải nghỉ ngơi độ tầm là 5 phút thì mới đi tiếp được. Sau khi mà vận chuyển vật liệu hết thì sẽ bảo mấy anh em thợ là xuống để mà làm lại cái phần móng một chút. Trước là cái ngày mà đào móng của các bác là do là cái ngày đẹp cho nên là đào trước một chút thôi. Đấy, để mà lấy cái ngày đẹp. Bây giờ thì là đã lấy ngày đẹp rồi thì là đào bất cứ ngày nào thì cũng không sao cả. Đi xuống mặt xuống mặt khấu bây giờ thử mặt xuống mặt. Đấy, bây giờ sẽ thiết kế để tôn một chút của bác ạ. Tôn thì sẽ không để cái này đâu, để cái này là mấy nữa nó sẽ hỏng hết.
Để như này đi. Để đây được không ông? Được không? Thế ông đào xuống đây một tí đi. Được chưa ông? Lưới nè, một cân rồi nè. Vào trồng tí lưới đi cho mày. Đấy. Hả? Được không ạ? Được rồi. Được chưa ông? Đấy, các bác thì là bây giờ lại tiếp tục là lên trên để mà vận chuyển là vận chuyển vật liệu xuống các bác. Mình thì bây giờ ở đây hộ anh nhá. Hộ anh với lại ông lấy pro để hết đằng kia. Mạnh thì không biết là chơi trò gì thế này đây. Chú xem nào. Ây da. Thành niềm xếp từ đấy đến giờ các bác ạ. Số ngay cho lực đọc một cái. Cái gì? Hả? Cái gì đấy? Thành niềm giận à? Cho chú làm cái này nhá. Nhá, cho chú làm một tí. Chơi một tí nào, chú xem nào chú có đồ không? Xem nào. Ôi, giỏi quá. Đang rất là cáu quá nhưng mà không biết là phải làm gì. Hả? Hả? Cháu lại đi một test nào ông xem. Cột điện kia là cột cái đèn kia là mấy nữa là mình phải đào ra rồi ông ạ, mình không để đấy đâu. Mấy nữa sau khi mà xong nhà ấy thì là chuyển đèn là đi xuống ấy đằng trước nhà rồi. Vâng. Hãy đi được chưa ông? Chạm cái này à? Không, bây giờ mình lấy cái gì về đệm không ạ? Không sao đâu. Đây, cho lấy gạch vô. Quỳnh không anh em ném con dao này vào kia một tí. Đâu, chạm bên nào không? Để ra xem nào. Bỏ xuống. Đấy, như thế là được rồi. Chắc không? Chắc rồi không? Vâng, ông chuyển hết cái lưới ra đi. Cái lưới kia sang đi. Này là mình không phải là ngày mai mình dùng luôn cho nên là mình không thể để dưới kia được không ạ? Mình phải làm một cái giá để mà mình đựng. Vâng. Nào mình ơi, em ở dưới này em nhấc cho anh đi. Đây là phải hơn. Cái này ngắn à? Thế từ từ. Rồi. Cái gì lấy cái dài trước. Lấy ra. Đây mình ơi. Nhấc cái tấm da đi trước mình ạ. Thôi giữ cây ớt nhá. Cẩn thận cây ớt của ông nhá. Đi. Ông ơi, đỉnh người lên đâu nhá. Đỉnh người đâu bên này nhá. Đấy. Đấy, người bên này nhá. Đấy, ông kéo đi. Ui, cái này chắc phải làm đây một. Ông làm ở dưới thì một cột đi nhá. Ông làm ở dưới đây một cột đi. Thế làm sâu cũng được rồi mà. Dạ. Đi làm trống được rồi mà. Cái kia là ông chỉ cần lấy cái kia về làm xong là trống lên là được rồi, không cần phải đào đâu cái đấy không ạ? Vâng. Tại vì mình đào là hai bên nó là chắc rồi.
em ơi. Đấy đúng rồi anh, ông này đi. Cứ một tấm ngửa lên xong rồi một tấm úp xuống ông nhá. Vâng. Cái này thì nó không bị hỏng á. Nó không bị xước. Không là mấy nữa là lập lên là nó xước thành vệt đấy. Còn là trong quá trình mà vận chuyển như này thì là không thể tránh khỏi được là nó bị xước một hai vệt rồi các bác ạ. Nhấc cái này ra, mẹ à. Có mi đâu. Hãy nhấc cái này ra. Mi dù bài mẹ ở đây mà. Đây hai tấm luôn nha. Được chưa? Được chưa? Cái này thì có vẻ đi hơi khó. Khó lắm. Bạn đứng ạ. Mặc đây. Đứng ạ. Đấy. Tô này là phải là hết sức là cẩn thận nhá. Rất là sắc tô này ấy. Hay ông làm ở dưới thêm một cột nữa. Thế bây giờ thì mình dùng tấm lên vào được rồi. Ôi. Nào con đấy. Đấy. Ôi, cầm cả hai tấm đi em. Đừng cầm một tấm. Đặt ra số lượng được chưa? Đầu trên kia cao quá đấy ông ơi. Cái chỗ ai, tay của ông đầu trên kia ông làm cao quá rồi. Ông hơn nhỉ này. Ông làm cao quá rồi. Ông có để thấp xuống đi không? Cao quá không? Cao quá đấy ông ơi. Ông có để cho nó đỡ được là được rồi mà, không phải nâng lên được mà ông. Trên này còn 2 tấm nhá. Nè à, dê thì là ở mô thêm tầm mà lên hốc à, ăn ngam được rồi à. Nhưng mà chồng chồng thì khám rồi à. Một cơn tóc thì tầm à, từ tầm thử bắt một sàn thì tôi ứng đâu nha. Dê ở chồng nó đi bổ giặt lắm đấy rồi nè. Ừ. Ừ. Tay yếu rồi à, mình tiếp tục thêm là hai tấm đây nào. Này có một tấm dài và tấm ngắn nhỉ? Thế thì mình lấy tấm ngắn trước đi, xong rồi tấm dài tí để cùng loại thì lấy sau. Không lấy mà, anh ơi. Đi 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 mẹ. Nhớ mẹ, mở lắm xem ạ. Được chưa? Anh đẩy nhá.
cái kia nó ngửa lên nó cũng xuống ấy. Cái gì? Đây, ngửa, đây, đây, cái úp này. Úp xuống đi mình, úp xuống đi. Xoay đi luôn đi. Thế đây này, như này đúng không ạ? Nó đang ngửa như này đúng không? À. Bị lòng lấy đổ rồi. Đây, đây là ngửa lên đúng không? Đấy. Cẩn thận nha. Anh thả ra. Tại vì anh không dám đứng rồi đấy. Sợ tuột tay ấy. Đây hiện tại là ở trên kia là còn máy tấm đúng không các bác ạ? Đây bây giờ thì sẽ tiếp tục là con em ạ. Đây hiện tại là ở trên những cung đường bên trên kia thì còn máy tấm đúng không các bác? Bây giờ sẽ tiếp tục là lên trên kia để mà phụ giúp thêm là các bác, các cô, các chú. Điệu được cái nào thì điệu, còn không điệu được thì là như ở đầu video cháu cũng còn nói rồi các bác, chia sẻ lên thì là gạch ấy, thì là hiện tại là cũng đã bàn giao cho mấy anh em thợ là hết rồi, đã đủ cái khối lượng rồi và cháu lực đã lấy dư ra thêm là một chút để tránh cái trường hợp là một hai viên trong lúc mà làm ấy nó bị vỡ ra. Cái đấy thì là không ai mong muốn cả đấy, trong quá trình mà làm ấy thì là nó cháu lực nghĩ rằng là nó sẽ gặp những cái trường hợp như thế đấy, thì rất là mong là sẽ không có gặp để mà cháu lực sẽ không phải là thiếu vật liệu hay là như thế nào nữa. Đấy, cũng đã bàn giao cho mấy anh em thợ hết rồi, cho nên là vật liệu ra đến đây thì cháu lực sẽ không phải lo nữa. Và cảm ơn các bác đã theo dõi video và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú chị ở sống tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Chào các bác, các chị nha. Hôm nay vật liệu đến nhà thì có thấy vui không? Vâng, thấy vui rồi. Thấy vui rồi. Có vui rồi. Thế là chuẩn bị là ngày mai ngày kia là tiến hành là mấy anh thợ là vào làm được rồi ông nhỉ? Vâng, chắc phải ngày mai ngày kia nữa, trừ xi xong là xong mới là tôi xuống đây nữa. Vâng. Thì ngày mai ngày kia nữa mới là về được hết. Vâng. Nếu trời không mưa đấy. Vâng. Đấy vâng. Nhưng nếu mà buổi tối cháu không xuống được ấy thì là bạt này vừa rồi cháu cũng mua xuống hết rồi, thì là ông cắt làm đôi nhá, vâng. Xong là để phủ trên kia, nếu mà mấy em thợ là chở không hết đấy. Thì mấy anh em thợ sẽ khắc bếp phủ, nhưng mà đêm thì ông để ý là lên trên này xem một chút nhá. Vâng. Sợ rằng là nó bị mưa nhiều quá, nhưng lúc nào mưa ấy thì ông chịu khó là ông đội ô hay là đội áo mưa đi xem một chút, xem là lượng mưa nó cao không, sợ rằng nó cao nó những cái viên gạch của mình đã kê lên cao rồi thì sợ rằng là nó sẽ ngấm lên đấy. Vâng. Thì nó sẽ hỏng xi đấy. Vâng. Nên tới là kiểu không hết đâu, ông phải đi xuống. Vâng. Trên rồi. Ông cứ đi để ý để xem một chút thôi. Con cảm ơn bà đã cho con của nhà. Rồi bây giờ thì chào tạm biệt các bà nào. Con chào tạm biệt các ông các bà. Rồi bye bye ông bà. Bye bye. Mình có thấy mệt không? Không anh ạ. Không mình, à? Mình vẫn bình thường đấy anh. Vẫn bình thường á? Vâng. Nếu mà ở nhà mình là còn làm vất hơn hay không? Có anh ạ. Nhà là còn vất hơn à? Làm như này nhưng mà không được nghỉ máy anh ạ. À không được nghỉ à? Thế như làm với anh thì lại được nghỉ nhiều hơn nhờ. Vâng. Lúc nào mệt thì là mình cứ nghỉ thôi. Thì nếu mà ngày mai ở nhà không làm gì ấy, thì là tiếp tục là xin xuống đây với anh nhá. Vâng. Đấy và bây giờ thì anh cũng nói luôn này, anh cũng nói với em rồi rằng là khi mà em đi làm với anh ấy, thì là hai chị Nguyệt Thúy là sẽ hỗ trợ em là trả tiền công cho em. Vâng. Đấy hôm nay thì là anh em đi theo anh là một ngày rồi, từ sáng giờ rồi thì anh sẽ thay mặt là hai chị Nguyệt Thúy là gửi tiền công cho em là 200.000 nhá. Vâng. Đấy, đây là tiền công hôm nay của em nhá. Vâng. 100 này là 200.000, 200 nhá. Vâng em xin. Rồi. Em gửi một lời cảm ơn tới hai chị Nguyệt Thúy nhé. Em cảm ơn chị Thúy với chị Việt đã hỗ trợ em công việc ạ. Rồi, thế thì ngày mai lại tiếp tục là đi với anh nhá. Vâng. Ở nhà thì là thường thường em đi làm những công việc thì một ngày được bao nhiêu tiền? Bây giờ đây chỉ 130 thôi anh ạ. 130 à? Ừ. Đi với anh thì là nó sẽ công việc thì đôi khi nó sẽ vất vả hơn. Ừ. Vất vả hơn thì nó cũng được là cao hơn. Vâng. Đây thì cháu lực cũng xin cảm ơn tới hai chị Nguyệt Thúy rất là nhiều. Xin cảm ơn tấm lòng vàng của hai chị đã giúp đỡ những hoàn cảnh mà cháu Đức đang đi chia sẻ và
giúp đỡ thêm là các em để mà em có công việc để mà kiếm được thêm thu nhập nữa cô bác ạ. Nào Mạnh ra đây xuống xem nào. Ra đây. Anh thanh niên này thì ở nhà thì có xếp gạch thôi. Thế là nào đứng đây nào. Tối nay là có đi cùng chú được không? Đi. Tối nay đi cùng chú à? À. Thế tối lại ngủ với chú nhá. À. Rồi, thế thì bây giờ gửi một lời cảm ơn tới các ông bà nào. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân và em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà, cô chú, anh chị và tất cả khán giả trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Mm-hmm.